Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây đang là chiếc điện thoại Vsmart Joy 3 bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Một sản phẩm đang bán rất là chạy và đang được rất nhiều bạn quan tâm. Rồi, bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB này thì đang được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động. Còn bản RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB thì các bạn có thể mua ở bất kỳ cửa hàng ngoài, cũng như là các kênh bán lẻ, ví dụ các cửa hàng hệ thống khác, ví dụ như là FPT, Viettel, v.v. Rồi, trong thời gian hôm nay thì chúng ta có thể thấy một cái thông tin, đó là Vsmart công bố đó là bán được 12.000 chiếc điện thoại Vsmart Joy 3, cả hai bản RAM 2GB và bản RAM 3GB trong 14 giờ đầu tiên. Đó, đây là một cái sự kiện rất là đáng mừng đối với chính bản thân mình, bởi vì mình là người Việt Nam mà một sản phẩm có thương hiệu Việt mà đạt một kỷ lục như thế thì cũng rất là tuyệt vời, khi mà cái kỷ lục đấy trước đây thuộc về một điện thoại Trung Quốc. Chính bản thân mình cũng đang dùng một chiếc điện thoại Trung Quốc, đó là Huawei, mình thấy rất là ok. Nhưng mà bây giờ có một cái điện thoại thương hiệu Việt nổi tiếng và bán chạy như thế này thì có lẽ là mình chuyển sang dùng Vsmart thử xem nó như thế nào ha. Rồi, đó là một cái chia sẻ vui ở trong cái thời gian đầu tiên như thế này. Và chúng ta thể thấy là nguyên nhân đến từ cái việc bán chạy như thế này thì có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là nguyên nhân thứ nhất là có thể nói là đến vì cấu hình này, cấu hình RAM 3 bộ nhớ 32 này, chip Snap này, sạc nhanh này, pin 5000 này, đó là một cái điều tuyệt vời đúng không nào. Thứ hai là chúng ta đến truyền thông, chúng ta thể thấy khi mà chúng ta tìm những cái trang công nghệ hay những cái kênh review công nghệ, chúng ta có thể ngập tràn cái điện thoại đó là Vsmart Joy 3 đó, đúng không nào. Rồi, đó là một sản phẩm rất hot. Thứ ba thì có thể là cái việc mà số lượng là 12.000 máy đó thì mình nghĩ là bán ra nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6-7.000 máy thôi, bán cho khách lẻ, còn số còn lại là đến từ các đại lý. Bởi vì là cái này thì chỉ có anh em nào trong ngành thì anh em mới hiểu được cái lý do này. Có nghĩa rằng là khi mà một đại lý người ta mua, ví dụ như mua 100 cái sản phẩm Vsmart Joy 3 chẳng hạn, mua về đó, khi mà người ta kích hoạt bảo hành điện tử 100 cái sản phẩm này, người ta sẽ được hãng Vsmart Joy 3 thưởng một khoản đó, bằng này tiền chẳng hạn đó. Sau đó người ta sẽ bán lại những sản phẩm này cho những cái đại lý nhỏ hơn, đại lý trên, đại lý bán buôn, đại lý bán cho đại lý nhỏ hơn. Thì như vậy thì mỗi Vsmart người ta không biết được số bán đâu, người ta không biết được số bán, mà người ta chỉ quan tâm đến cái việc là cái sản phẩm nào được kích hoạt bảo hành, đó là số bán. Kích hoạt bảo hành là bắt đầu bán rồi, tính bảo hành là bắt đầu bán rồi. Đó là cái nguyên nhân mà có tới 12.000 máy bán trong 14 giờ đầu tiên. Đó là nguyên nhân suy luận của mình. Còn các bạn thì theo các bạn nguyên nhân là gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Một nguyên nhân nữa thì có nghĩa là giá rất rẻ, đúng không? Giá rất rẻ, đó chắc chắn là nguyên nhân chính. Rồi, có nhiều nguyên nhân khác nhưng mà nguyên nhân giá rất rẻ là nguyên nhân chính. Giá rẻ, cấu hình tốt. Rồi, đó là một chia sẻ vui trong cái một chia sẻ đáng tự hào trong cái đầu clip của mình. Thì clip ngày hôm nay, nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test game. Vì thời gian tới có thể là mình sẽ dùng sản phẩm này để làm việc, thì mình sẽ test game. Đó là tựa game Liên Quân Mobile. Đó, để xem là hiệu năng của sản phẩm này nó như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu clip. Rồi, trước mặt các bạn đang là một điểm số 127.219 điểm đến từ chiếc điện thoại Vsmart Joy 3 bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Điểm CPU là 61.916 điểm, rất là cao đúng không ạ? Tuy nhiên điểm GPU lại là 10.484 điểm thì cũng chưa là cao lắm. Rồi, với điểm số như thế này thì liệu rằng điện thoại Vsmart Joy 3 bản 32GB có chơi tốt game Liên Quân Mobile, có đáng để dùng để leo rank hay không, hay là một mức giá rẻ như vậy thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc điện thoại hiệu năng giấy đúng không nào. Rồi, và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào game. Đó, tiến hành vào game. Rồi, mình sẽ bật FPS cao lên xem nào. Sản phẩm này thì không có FPS cao, mà mình sẽ để chất lượng chi tiết, chất lượng hình ảnh vân vân các thứ ở cái mức độ cao nhất. Đó, mức độ sáng thì mình cũng sẽ cho cao lên, cho cao hạt nhân. Ok, để cho chúng ta có thể theo dõi được tốt hơn đúng không nào. Rồi, đây là cái mức độ gọi là max về hình ảnh rồi đấy. Rất tiếc là không bật được FPS cao.
Con chip Snap 632 thì cũng là một con chip không phải là mới, cũng chip cũng là cũ. Mặc dù đạt được hiệu năng cao, tuy nhiên là nó cũng chưa đủ để bật FPS cao các bạn ạ. Rồi nhưng không sao, mình sẽ để tải cái này. Điểm AnTuTu là 127.000 điểm, tuy nhiên là cái điểm AnTuTu thì chúng ta cũng chỉ tin được tầm 70%, 70-80% thôi. Nhưng điểm AnTuTu nó lại phản ánh một cái điều là nếu như một chiếc máy cấu hình thấp thì không thể có điểm AnTuTu cao được. Đó là một điều chắc chắn luôn các bạn ạ. Chứ không phải là điểm chênh nhau vài chục nghìn thì không phải vấn đề, nhưng mà điểm cấu hình thấp nó cho ra một điểm, cái AnTuTu nó dựa trên cái phần cứng, cho nên nó sẽ làm việc cũng tương đối là ok các bạn ạ. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào một trận đấu hạng. Ok, mình đang ở hạng bạch kim 4 và sao. Rồi cảm giác cầm nắm thì các bạn biết là sản phẩm này có một cái màn hình, đó là 6.5 inch, một cái màn hình khá là lớn này, các bạn nhìn thấy này. Đó, 6.5 inch rất là to luôn các bạn này. Đó, thì chúng ta có thể thấy là khi mà mình lắp cái ốp này vào thì nó lại còn dày hơn nữa. Đây, nó dày, nhìn rất là dày luôn các bạn có thể thấy. Rồi trọng lượng thì lên tới 192g, mà khi chúng ta lắp cái ốp này mà chắc nó phải lên đến hơn 200g rồi. Đó, lên tới hơn 2 lai. Thì cái này chúng ta cũng nên cân nhắc cho các vị phụ huynh. Thì mình nhớ không nhầm thì các vị phụ huynh này thường là không thích cái màn hình lớn cho lắm. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ chọn vị tướng Tara để đi đường tà thần, chứ mình không đi SP. Hoặc là mình cũng có thể mình đi SP cũng được, không sao cả. Rồi mình đi đâu, vị trí nào cũng được. Với Tara mình đi vị trí nào cũng ok hết. Rồi mình có một số bạn góp ý là mình nên chơi vị tướng cơ động để có thể test, ví dụ như Nacros. Nhưng mà mình muốn Nacros rất là dở. Thứ hai là mình nghĩ cái điều đấy thì nó cũng chưa chính xác cho lắm. Bởi vì là khi mà chúng ta chơi tựa game mà chúng ta thấy nó giật lag là chúng ta biết ngay, đúng không nào? Không phụ thuộc vào một vị tướng nào cả. Có thể là cái vị tướng này thì thao tác nó sẽ tốt hơn vị tướng kia, nó sẽ ảnh hưởng cái độ giật lag nhiều hơn, nó sẽ tạo ra độ giật lag nhiều hơn, nhưng cũng không hẳn. Đó. Rồi hiện tại đang vào trận đấu thì mình xin phép được nêu lại cấu hình của sản phẩm Vsmart Joy 3. Vsmart Joy 3 thì đang được bán độc quyền tại Thế Giới Động với bản RAM 3GB, thì có bộ nhớ là RAM 3, bộ nhớ trong 32GB, có chip Qualcomm Snapdragon 632, pin 5000 và có sạc nhanh. Ok, đó là những cái thông số cơ bản của Vsmart Joy 3 bản RAM 3. Và giá hai sản phẩm này thì đang là 2.290.000 và 1.990.000 với hai phiên bản. Màu sắc thì bản RAM 2GB có thêm một màu, đó là màu trắng ngọc trai. Còn bản 3GB thì chỉ có màu tím và màu đen thôi. Thì hôm trước mình mua màu đen vì mình không mua được màu tím ra thì nó cháy hàng mất rồi các bạn ạ. Rồi, chúng ta có thể thấy là đây là một cái sản phẩm đang được rất là hot. Có thể nói là sản phẩm dẫn cây, tức là cái sản phẩm đứng đầu luôn của Vsmart. Ok, giờ thì mình sẽ lên đồ. Đó, cảm giác cầm nắm chúng ta có thể thấy màn hình rộng thôi rồi luôn này. Đấy là rộng chưa, cái tay này, cầm rất là thoải mái luôn. Nếu mà nói về cầm đấy, chơi thì màn hình thì cái màn hình này IPS LCD thì nó hiển thị thì nói chung là cũng tương đối thôi, nó cũng không phải là tuyệt đối, nhưng mà mình thấy là cũng ok đấy. Sao cái ông SAD ông lại đi cái đường kia thế nhỉ? Rồi chắc là lạc đường xíu, không sao. Đây, bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt này. Chung này. FPS có bật lên nhưng mà chúng ta có thể thấy không FPS cao. Đó. Có rất nhiều bạn đang băn khoăn giữa con chip 632 và con chip 439. Con chip 439 là con chip mới. Còn con chip 632 là con chip cũ, thì không biết là con chip nào sẽ hơn con chip nào. Đó, chip con chip 632 thì tên thì đầu 6, nhưng mà thực ra thì hiệu năng thì không biết là như thế nào. Bởi vì mình test ở trên con Redmi 7 thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Redmi 7 cách đây khoảng hơn 1 năm ấy thì mình thấy nó cũng bình thường, nó không phải là cái gì đấy quá khủng khiếp. Ok, sau này tướng lại đi lung tung này nhỉ. Thì ở đây một mình nhé. Xuống kia Metro đây. Nói chung ở cái danh bạch kim 4 này thì nó cũng không cao, nhưng mà nó cũng không phải quá thấp. Đấy, nhưng mà các vị tướng, một số vị tướng đi lung tung khá là nhiều. Người này thì mong các bạn hết sức là thông cảm. Rồi FPS đang mức 29, nó không lên được 30, 30 rồi. Xíu nữa thì mình sẽ nhắc nhiều đến cái đoạn là combat các bạn. Ra chiêu xem.
Đây chúng ta thể thấy là cây cỏ này, cây cỏ nó không cũng tương đối là ok đấy, cây cỏ này đấy, đấy nó không không quá rỗ đúng không nào, không quá rỗ. Rất nhiều bạn đang có một số bạn đang hỏi inbox hỏi mình là về cái sản phẩm mà băn khoăn giữa sản phẩm I11 đó, thì mình sẽ tiến hành speed test cho hai sản phẩm này và một số sản phẩm cùng phân khúc cùng cấu hình để xem là nó như thế nào. Cùng thứ nhất là cùng phân khúc giá, thứ hai cùng cấu hình, có thể là cùng phân khúc giá hoặc không cùng cấu hình nha các bạn. Đấy thì mình sẽ thông tin qua lựa chọn. Ăn dòng chạy đâu, không nên cứu đâu. Ok, đây một pha combat nhẹ nhẹ đầu game. Đấy, FPS vẫn 29-30 đó, rất ổn định đúng không nào. Một điều rất là tuyệt vời khi mà VSmart đã trang bị cho chúng ta cái ốp lưng, vì khi mà một cái sản phẩm mới ra để mà kiếm được một cái phụ kiện cho nó, ví dụ ốp lưng hoặc cường lực rất là khó các bạn ạ. Thì ngày mai mình sẽ tiến hành là mình dán cường lực cho chiếc điện thoại này, thì để các bạn có thể tham khảo nhé. Ví dụ như là cường lực của con Oppo nào đấy hoặc con Samsung nào đấy mà nó vừa mấy cái chiếc điện thoại này, thì mình sẽ chia sẻ các bạn, mình sẽ thông tin các bạn khi mà mình làm clip ngày mai mình tiến hành test game PUBG Mobile hoặc là Free Fire, để mình chia sẻ thông tin các bạn nhé. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong thời gian vừa qua, và hãy nhớ đăng ký kênh của mình, và nếu chia sẻ được clip càng tốt, và hãy để bình luận ở phía bên dưới nếu thấy clip của mình hay và hữu ích nhé. Còn nếu mà kênh của mình vẫn còn trục trặc thì các bạn hãy góp ý thêm để kênh mình hoàn thiện hơn. Đó là động lực để mình làm clip rất là nhiều các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Thì không biết là các bạn có bạn nào chung niềm đam mê tựa game Liên Quân giống như mình không? Mình thì mình những lúc rảnh rỗi thì mình thường chơi. Tất nhiên là mình thì ít thời gian rảnh rỗi rồi, nhưng mà khi mà rảnh rỗi thì có thời gian là mình sẽ chơi game này. Mình thường có hai acc. Cái acc này là để chơi lúc mà không rảnh rỗi, tức là lúc mà đang ví dụ đang bán hàng mà có thể là dở dang dang ấy, thì mình sẽ dùng acc này để mình chơi. Đó thì nó sẽ tránh cái việc là ví dụ như AFK thì nó sẽ đỡ hơn. Còn một cái acc chính là Facebook của mình ấy, thì Facebook của mình là Hùng IB, thì mình để có để link Facebook ở phía phần mô tả ấy, thì anh em hãy kết bạn mình và kết bạn với tựa game với cái nick Liên Quân của mình để chúng ta có thể giao lưu nhé. Và đặc biệt là anh em phải kéo rank mình ấy, chứ rank mình thấp lắm, nên là kết bạn để kéo rank nhé. Và số điện thoại Zalo của mình thì cũng để phía bên dưới luôn, các bạn cứ mạnh dạn inbox để mình tư vấn điện thoại đúng không nào. Rồi có nói trước có một bạn tên là Vĩ, bạn có inbox hỏi điện thoại mình về con Vivo I11, thì không biết bạn đã mua chưa, thì bạn khuyết sức thông cảm mình, vì là khi mà mình muốn làm cái clip speed test giữa I11 và VSmart Joy 3, nhưng mà mình chưa mua được các bạn, mua được cái điện thoại VSmart Joy 3 để về review các bạn, thì chưa mua được, mình chưa thử được con I11, thì cũng mong bạn thông cảm, mình sẽ đưa thông tin bạn vào sớm ngày mai nha. Các bạn cứ mạnh dạn kết bạn Zalo của mình, các bạn inbox hỏi cái gì mình trả lời trong cái tầm hiểu biết của mình. Nào thử đập nhau xem FPS bao nhiêu này. 30 FPS này. Tí nữa mày chết. 30
30 FPS đấy, đánh nhau tay đôi là vẫn FPS 30 các bạn ạ. À, do này. Thôi thôi, toàn. Chạy. Không nên viết máng. Ok, đấy. Trận này thì không biết là có cơ hội thắng hay không nữa. Xem nào, fit nhiều. Bên mình đang đánh rất là ok, dừng đánh rất là ok các bạn. Tuy nhiên là có AD là cái ông bắt bướm thả bướm ấy, thì ông ấy đi không đúng đường cho lắm, không sao. Như ở đầu clip mình đã chia sẻ, chúng ta có thể thấy là cái điện thoại Vsmart Joy 3 này có một số bán rất là khủng. Đó, có một số bán rất là khủng, rất là hot. Điều đó rất là đáng mừng các bạn ạ, vì là không cần biết nguyên nhân là gì, mình đã chia sẻ vài nguyên nhân, đó là cái dự đoán của mình thôi. Nguyên nhân dự đoán chứ nó không hẳn là chính xác như vậy nha các bạn. Nó cũng chỉ đúng một phần thôi. Và một số nguyên nhân thì ai cũng biết đúng không ạ? Rồi thì chúng ta thể thấy là đó là một cái số bán rất là khủng đấy các bạn ạ. Cực kỳ khủng đấy các bạn ạ. Mà đặc biệt nó lại là thương hiệu Việt nữa, thì điều này lại cực kỳ là đáng mừng. Ok, trận đấu này thì mình sẽ test full trận luôn, chứ mình không test giữa chừng, mình dừng lại. Vì là về cuối, càng về cuối thì càng có nhiều pha combat, càng chơi lâu thì máy nó càng thể hiện được cái khả năng trâu bò của mình hay không, đúng không nào? Rồi càng về cuối càng nhiều pha combat, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng cái FPS của nó như thế nào. FPS đang ở mức 29 này, 30. Cái FPS rất là ổn định, rất là đều, không có bị tụt, cũng không có cái gì bất thường ở đây cả. Ôi giời, không kịp hồi chiều các bạn ạ. Nó choáng cho không kịp hồi chiều. Không kịp ấn chiều cuối để mà hồi máu. Cái thế. Shut down. Thì rất nhiều bạn đã chia sẻ mình là muốn mình test game trên sản phẩm này và test thời gian sạc, thì mình chắc chắn mình sẽ làm những clip đó. Thì các bạn hãy cố gắng nhớ đăng ký kênh của mình để nhận clip sớm nhất nhé. Ok, AD chơi rất là hay. Elandor đúng không nhỉ? Không biết các bạn chơi vị tướng nào để ra rank, chứ mình rất là thích Tara nhé. Rất là thích Tara với lại Arthur. Đó, đặc biệt là Tara vì là mình thích cái độ là đánh kiểu trâu bò ấy, đánh kiểu gọi là xông vào đánh không chết đấy. Thì ở cái rank thấp thôi, rank cao thì các bạn biết cách khắc chế rồi. Rank thấp này thì mình rất là thích, vì là các bạn thường là các bạn chưa biết cách khắc chế tướng, bởi vì ta hồi máu rất là khủng khiếp đấy, cái sức mạnh đến từ cái chỗ cuối hồi máu này mà không biết lên những cái món đồ hồi máu thì nó sẽ kém hiệu quả rất là nhiều. Ok, cả triệu vân nữa dài ạ. Kiêu Ngộ Không thì máu thấp không về, chán thế. Bây giờ chết hai pha hơi bị lãng xẹt. Đáng lẽ là mình chờ tải được cái game tải cái game Liên Quân Mobile này nó full những cái kiểu như là hiệu ứng cơ, ví dụ như cái hiệu ứng ở cái phần tải ấy, thì để mình test cho các bạn. Nhưng mà với một cái độ với cái hộ hot của sản phẩm này, mình rất là nóng lòng mình test xem mà nó như thế nào đó. Thì khi mà mình tải đầy đủ rồi, mình sử dụng, mình test thì mình sẽ chia sẻ lại các bạn nhé. Có thể mình sẽ làm một clip thời điểm đấy, mình sẽ làm một clip nữa để chia sẻ các bạn, ví dụ như là có hiệu ứng rồi thì nó sẽ có lag hay không đó. Thành Triệu Vân mất dạy lúc nãy, giờ bắn tao, bây giờ tao đánh nhẹ mày. Double kill dành cho ta văn ra.
Cái màn hình lớn như thế này mà xem phim thì thôi rồi các bạn ạ, không phải nghĩ lại luôn. Nói chung là hình ảnh này hiển thị ở mức độ gọi là tương đối thôi, nhưng nó không phải là tốt. Nhưng mà nó lại có một cái điều đáng để chúng ta mua, và nó lại hay một cái là ví dụ như là chúng ta mua một cái sản phẩm này, mặc dù nó có cái gì không tốt đi chăng nữa đấy, thì chúng ta vẫn phải tặc lưỡi là chúng ta, và chúng ta chấp nhận là nó, bởi vì sao? Bởi vì nó có hơn 2 triệu thôi, hơn 2 triệu mà như thế này là tuyệt vời rồi, đúng nào, mà nó lại của Việt Nam nữa, Việt Nam sản xuất nữa, thì đó là điều cực kỳ tuyệt vời, đúng không này? Con sâu này. Ok, rút lui thôi Toro. Rồi có giòn đây, thủ trụ rất là tốt các bạn ạ, vì nó có sát thương chuẩn, bắn rất là thốn. Ok, trận đấu này khả năng thắng rất là cao. Team bạn đang có vị tướng Tara 17. Đây chúng ta để thấy những cái pha di chuyển này, đấy, di chuyển này, đấy, không hề giật lag gì nhá, các bạn xem nãy giờ không hề có cái gì gọi là giật lag ở đây cả. Đấy, khả năng nhảy tường của ta đây, đấy, giật lag. Đấy, nó chỉ có cái âm thanh này thôi, chứ nó không có cái âm ví dụ như là âm rồng hay là âm báo vân vân. Đấy, nó sẽ có thể nó sẽ nhẹ một chút đối với cái sản phẩm này. Ok, đang tập trung đánh nhau đây, em biết 30 vẫn 30 các bạn ạ, chưa có một pha combat nào ra hồn này. Chúng ta có cái gọi là theo dõi, nếu như mà mình không kịp theo dõi thì các bạn có thể theo dõi qua cái thông số nhé. Ok, mà đến cuối game rồi các bạn ạ, cuối game thì thằng Triệu Vân với nó rất là khỏe. Nhưng mà mình cũng khỏe, đúng không nào? Ok, đang có những pha combat rất là căng thẳng ở đây. Để bật lên không chết không kịp ngã. Đó, chúng ta FPS vẫn 30, không có cái gì gọi là suy chuyển cả. Đó. Bây giờ mình chỉ băn khoăn với cái tầm giá này, với cấu hình này thì nó đang có cái khả năng là nó sẽ ăn đứt rất nhiều sản phẩm trong cái phân khúc giá cùng cấu hình chứ không phải là phân khúc giá, mà là cùng cấu hình, cùng mức giá thì nó sẽ ăn đứt là chắc chắn rồi, nhưng cùng cấu hình sẽ ăn đứt ở mức giá đó, nó sẽ ngon bổ rẻ đấy, chính xác là một sản phẩm ngon bổ rẻ. Vậy thì mình chỉ còn băn khoăn về cái độ bền nó thôi đó. Như chúng ta có thể nhớ là trước, chúng ta không biết là các bạn có thể nào biết nhớ cái sản phẩm M20 không, thời điểm đó là cũng ra sạc nhanh này, sạc Type-C này, pin 5000 này, đó, RAM 3, bộ nhớ 32, con chip 7904, con chip mới, một cấu hình rất ok. Thời điểm đó cách đây khoảng 2 năm rồi, hơn 1 năm, 2 năm gì đấy, tầm hơn 5 rưỡi gì đấy, thời điểm đấy nó ra mức giá 4.990.000, và cái thương hiệu đó là thương hiệu của Samsung các bạn ạ, thương hiệu Samsung. Đấy, thời điểm đó là cạnh tranh trực tiếp với cái điện thoại gọi là cái gì nhỉ, Xiaomi Redmi Note 7, điện thoại quốc dân ấy, thì nó đã bán rất là chạy. Tuy nhiên là chỉ khoảng tầm 3 tháng sau đó thôi thì chúng ta, như cá nhân mình đợi hồi đang làm Thế Giới Động, chúng ta thấy là cái sản phẩm bị trả rất là nhiều vì nó đơ cảm ứng rồi lỗi lầm các kiểu luôn đó, cho nên là mình cũng chỉ băn khoăn về cái độ bền của sản phẩm này thôi, liệu rằng với mức giá như này nó có bị rơi vào cái trường hợp gọi là tiền ảo của đấy hay không, hay là nó chỉ mất đi cái mức gọi là thuế thôi. Nếu mà chỉ như vậy thì quá tuyệt vời, đúng không nào? Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm thương hiệu Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài. Ok, đang có những pha combat rất là căng thẳng đây. 30 FPS vẫn 30 các bạn ạ. Đấy, chúng ta có thể thấy FPS không hề di chuyển. Này, 30 này. Nhau đây, đánh nhau đây, đánh nhau đây. Không vấn đề gì cả.
hoặc là cũng có thể là nó còn đang chưa tải hết. Rồi, đánh nhau đi. Rồi FPS vẫn 30, vẫn đang rất hiên ngang. Violet, bắn Violet. Ôi, chết toàn rồi. Nhìn nó chán. Sắp mua được cái liềm hộ mệnh rồi, liềm đoạt mệnh rồi. À cái gì nhỉ? Cái giáp hộ mệnh. Đấy, vẫn đang đánh nhau, sắp thắng đến nơi rồi. Cũng đầy trụ này. Quả đấy theo mình Ngộ Không nên thả đường này, lấy nốt cái trụ đường này đúng không nào. Rồi các bạn hãy thường dùng cái vị tướng nào để theo danh, các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Đây chúng ta thấy nằm những cái thao tác rất thoải mái đúng không nào? Đấy, thao tác cực kỳ thoải mái luôn. Và mình lắp thêm cái ốp lưng vào nữa này. Lắp thêm ốp lưng nữa thì nó khá là nặng các bạn ạ. Khá là nặng, nhưng chúng ta nên lắp vào. Thì cái mặt lưng bóng như vậy nó rất là dễ xước. Rồi cái loa nó cũng khá là ok, chứ nó không thiết kế như một số sản phẩm của đến từ thương hiệu lớn, nó thiết kế khá là vô học. Đấy, loa nó đặt đây thì ok rồi. Đấy, loa đặt đây. Cái loa đặt đây hoặc loa đặt cạnh này là ok, chứ loa đừng đặt sau là được. Rồi bây giờ sẽ lấy nốt cái đường trụ này. Triệu Vân tìm bạn thì đến cuối game nhưng mà khá là đuối. Hai xạ thủ như thế kia thì thực sự là hơi đuối các bạn ạ. Thôi sai lầm rồi. Định úp nhưng mà đông quá các bạn ạ. Nếu mà Triệu Vân ra đấy thì được. Anh còn giáp bộ mạnh em ạ. Tố cáo xạ thủ đúng không? Rồi trận đấu đã đi được 19 phút rồi. Đó. Và clip diễn là 2-3 phút rồi. Thì thường thì những cái clip test game của mình nó khá là dài các bạn ạ, vì là nó mình test full trận mà. Mình không test 5-10 phút thì như vậy nó không thể hiện được, vì cuối game, càng cuối game nó càng nhiều pha combat, càng thể hiện được cái việc giật lag nó hay không. Đúng nào, chúng ta có thể chơi đầu game rất là mượt mà vì chưa có pha giao tranh, và những càng về cuối nó càng giao tranh nhiều thì lúc đấy máy nó mới thể hiện được cái độ trâu bò của nó hay không. Ok, bây giờ mình phải bán cái này đi, mình chơi cái này ra để giảm cái tốc độ đánh đi. Và tăng cái lượng giáp, lượng máu đi. Giờ Ngộ Không chỉ cần đập được Violet và John là xong phim mà. Họ chỉ cần đập vào một trong hai thằng thôi. Đấy. Này, đánh. Đấy, thế là toang ngay mà có gì đâu. Thế là toang đây có cái gì đâu mà. Và đẩy lính đường kia lên, lính vào là xong. Đó. Thì mình đang có đường lính siêu cấp, mấy con lính này rất là trâu bò. Ok, vào đánh là xong. Rồi mình đang bị trụ bắn các bạn. Đó. Rồi như vậy là trận đấu đã kết thúc tại đây, và chúng ta thể thấy là FPS vẫn giữ nguyên từ 30 trong những pha combat. Rồi Vsmart Zoi 3 có thể khẳng định là một cái sản phẩm chơi rất là tốt tự game lên con mobile. Thì các bạn thấy sản phẩm này chơi game lên con mobile như thế nào và có đáng để mua để leo danh hay không? Thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.